Bây giờ sẽ là sau ngoài ngoài piano ra con còn học guitar ở rất là lâu, cũng rất là lâu rồi, nhưng mà bây giờ mới đây là lần đầu tiên con diễn guitar trên sân khấu để cho tất cả mọi người nghe. Bài này sẽ là bài Feste Larin, được sáng tác bởi Mozani, để sáng tác tại một lễ hội Larin của nước Ý. Đây là bài rất là yên tĩnh và rất là hay, xin mọi người lắng nghe.